Lan Anh, anh xin em, anh thề với em đấy. Bây giờ có bóng đèn ở đây, nếu anh nói dối là bóng đèn nổ luôn. Anh với cô ta không hề động chạm với nhau một gì cả, bọn anh trong sáng mà. Nam đơn nữ trước ở trong cùng một căn phòng, nằm trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn. Thế mà anh bảo với tôi là không có chuyện gì xảy ra, anh bảo tôi tin được à? Trừ khi tôi bị thiểu năng. Tất cả đều là thật, anh chỉ để cô ta ở trong phòng thôi. Tại vì Cao đưa anh vào thế, nếu bây giờ anh không để cô ta ở trong phòng thì anh em sẽ nghĩ này nghĩ nọ là anh không chơi với bọn họ, anh không vào hùa bọn họ. Chứ thực tế ở trong này là anh không có làm gì cô ta hết, anh nói thật mà. Thế vì gì anh phải giấu giếm tôi? Anh phải nói dối tôi làm cái gì? Lan Anh này vì không muốn mang tiếng hồ đồ cho nên mới bay tận vào đây để mà chứng thực mọi việc. Nhưng mà bây giờ mọi việc đã sáng tỏ cho ban ngày rồi, tôi không có việc gì phải nuối tiếc cả. Tôi sẽ đợi anh ở nhà để ký vào đơn ly hôn. Lan Anh, Lan Anh, em ơi. Lan Anh, ba phải thật bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn đấy. Tôi chứng kiến tận mắt, chứ có phải là ghen bóng ghen gió đâu mà ông nói như vậy. Bà nghe tôi nói này, đàn ông ấy khi ra ngoài thương trường thì sẽ có nhiều điều thân bất do kỷ. Có nghĩa là muốn làm được việc lớn thì phải biết bỏ qua, hy sinh những thứ vụn vặt. Mà trong chuyện này ấy, nhiều khi... Ông bảo là cái chuyện hôn nhân của tôi là chuyện vụn vặt á? Ý tôi không phải là như thế. Thế ý ông là gì? Ý tôi là bây giờ bà làm cái gì bà cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem là quyết định có nên ly hôn hay là không. Chính bà vừa nói là chuyện hôn nhân của bà không phải thứ vụn vặt đúng không? Thế thì bà lại càng phải cẩn trọng hơn. Thôi đi vào trong này rồi nói chuyện đi. Sao? Bà muốn tôi điều tra chuyện chồng bà ngoại tình á? Không hẳn là ngoại tình, mà nó giống như một vụ bóc bánh trả tiền. Và chồng tôi bị người ta gài. Gài? Ừ. Nghĩa là đây là một vụ sắp đặt. Ừ. Và ông Tùng Anh là nạn nhân. Mỡ đến miệng mèo, mèo lại chê à? Tôi chẳng biết là chồng tôi đang suy nghĩ gì. Liệu có thật sự là bị người ta gài hay không? Tôi làm sao mà biết được? Thế bây giờ bà muốn tôi điều tra cái gì? Tôi muốn ông điều tra để tìm hiểu rõ cái chuyện này có thật sự như những gì mà chồng tôi đã thú nhận với tôi không? Hay tất cả chỉ là lời bao biện, chỉ muốn qua mặt tôi để giống một mối quan hệ ngoài luồng thôi? Cái anh, toàn em hút cả mà. Lâu lâu anh em đi công tác, tận hưởng tí đi anh. Anh ạ, chúng ta đã vào tận trong cái thành phố Hồ Chí Minh này, tại sao lại chỉ có 3 người đàn ông? Phải là biết hưởng thụ chứ, đúng không ạ? Ai là nàng thơ của bọn anh ạ? Chúng ta được công ty mời vào dự tiệc, mục đích là để mở rộng thị trường khách hàng. Còn anh với cả trò của anh ấy, tiện vào đây để du hí thì đấy là việc của hai thầy trò, chứ còn tôi là không muốn. Anh đi chơi mất cả mặt mất mày như thế này rồi, sợ gì mà con vợ ở nhà nữa hả? Mấy khi đi tận hưởng cuộc sống đi anh. Này, em sẽ khiến cho anh phải cảm thấy hối hận nếu như mà tối nay không để cho bọn em đi cùng đấy. Người thì cũng đã mang đi rồi, bây giờ anh không chơi ấy, thầy cho chúng tôi lấy đâu ra cảm xúc để mà chơi nữa. Mà nếu như bây giờ chúng tôi có chơi ấy, thì cũng không nỡ. Chẳng lẽ bây giờ bọn tôi vui vẻ, anh lại ngồi trong phòng gặm nhấm nỗi cô đơn à? Nhưng mà chuyện này... Đúng rồi đấy, giám đốc Tùng Anh, chỉ là một cuộc đổi gió thôi mà, làm gì mà phải khiến anh em mất mặt như thế, đúng không? Thôi, em bảo thật, phòng của em kia rồi, chuyện của hai người ấy, tự vào mà giải quyết với nhau đi nhá. Em không nhịn nổi nữa đâu, mình về phòng thôi em yêu, đi. Thôi, mình về phòng đi nhá. Đi. Alo, anh đây. Bây giờ muộn rồi, sao em gọi điện cho anh thế này? Không hiểu tại sao, đêm nay em cứ cảm thấy trong lòng buồn chồn, bất an làm sao ấy. Đâm ra khó ngủ, cho nên phải gọi cho anh. Chẳng lẽ em đang nhớ anh rồi đấy? Có lẽ thế ạ. Thế tối nay, người ta có tổ chức trò chơi gì để mình vui chơi thoải mái không anh?
Có em ạ. Mà này, anh có uống nhiều quá không? Có cảm thấy sức khỏe không tốt ở đâu không? Tự nhiên em cảm thấy lo cho anh làm sao á. Anh uống ít lắm, anh không sao đâu, anh yên tâm. Ông à, hình như là em nghe thấy có tiếng điện thoại đâu thì phải. À, đúng rồi. Đây là điện thoại của cậu Kim, là nhân viên của cậu Cao mà. Lúc nãy cả giám đốc Cao với cả cậu Kim qua phòng anh chơi, thế là cậu ấy để quên điện thoại ở đây, lát nữa anh mang sang giả cho. Nhưng mà đêm hôm rồi, lại còn đưa lại làm cái gì? Ơ mà anh ơi, em nghe thấy có tiếng lạch cạch ở xung quanh đó. Ở đâu, làm gì có tiếng gì lạch cạch đâu em. Mà thôi, bây giờ muộn rồi, em ngủ đi, cho khỏe nhá. Nhưng mà em cứ cảm thấy bất an, lo lắng cho anh làm sao ấy. Kìa, em vẫn đang chuyện gì, em không tin anh à? Em biết tin anh còn gì nữa, đúng không? Em có nghi ngờ gì anh đâu mà anh phải nói như vậy. Thì tất nhiên là phụ nữ mà bất an ý, thì chỉ có vài ba câu chuyện là người chồng ngoại tình thôi chứ còn sao nữa. Anh nói thật với em là anh không làm chuyện gì khuất tất sau lưng em cả. Em cứ tin ở anh, mấy hôm nữa là anh sẽ về thôi, cho nên em đừng lo lắng quá. Thế nhá. Thôi bây giờ muộn rồi, em ngủ đi, ngày mai anh có phải dậy sớm nhá. Yêu vợ của anh. Ngoa. Cười từ nãy đến giờ chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn còn cười hả? Đây là nơi thứ tư chúng ta tìm rồi đấy nhá. Đi lại một lúc, tập trung làm việc đi. Ôi, dạ. Em chào hai anh ạ. Không biết là hai anh hôm nay đến đây đã tham khảo được dịch vụ nào bên em chưa? Bên em nhá, là có dịch vụ massage A cũng có mà XYZ cũng có luôn. Massage thì phải là massage tay, massage chân rồi massage toàn thân. Thế bây giờ là massage từ A đến XYZ là sao nhỉ? Anh hỏi kỳ thế, anh biết thừa còn hỏi, làm sao mà em trả lời được. À, em gái, cho anh hỏi là ở đây ấy, tay nghề của chị chủ là đỉnh lắm đúng không? Chị chủ có nhà không? Ai đến đây cũng toàn hỏi chị My thôi. Như thế thì cái đám nhân viên bọn em có mà húc cháo à? Nhưng mà ấy, tay nghề của em không tệ đâu. Em đảm bảo với các anh nhá, các anh chỉ cần thử một lần thôi, bao giờ mà bước ra khỏi đây ấy, là cơ thể của các anh thư thái luôn. À, tại vì là thằng bạn anh ấy, nó bảo là đã đến quán massage này thì phải thử qua tay nghề của chị chủ. Thế cho nên là bọn anh cũng muốn thử tay nghề của chị chủ xem như thế nào. Nhưng mà dù sao ấy, chị My cũng chỉ tiếp một khách thôi. Thế thì anh có của em. Alo, em xong rồi, anh qua đón em đi nhá. Chị My, có khách yêu cầu phục vụ này chị đâu ấy. Hai anh mới đến đây lần đầu ạ? Chị có phải là chị My chủ quán massage không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mà em nổi tiếng đến thế cơ ạ? Nhưng mà tiếc thật đấy, hôm nay em lại bận mất rồi. Hay là để chuộc lỗi với hai anh ngày hôm nay ý, thì em sẽ cho hai em có tay nghề cao nhất ra để phục vụ hai anh nhá. Không được, tụi anh chỉ muốn là em phục vụ tụi anh thôi. Ôi, nhưng mà nếu như mà lần đầu tiên đến đây ấy đã bảo em phục vụ thì e là sau này sẽ không có ai làm cho hai anh hài lòng được nữa đâu. Ý anh thế nào ạ? À, Bảo Linh, nghe thấy chị đảm bảo với hai anh chưa? Bây giờ đi vào trong, gọi con Vi ra đây. Hai đứa ấy phải làm cho nó tốt vào đấy, để hai anh lần đầu là khách quý, còn lần sau ấy là khách quen đến đây, nhớ chưa? Alo, anh Cao. Anh đến rồi à? Để em tí nhá. Xin lỗi hai anh nhá, bây giờ em có việc phải đi mất rồi. Hẹn hai anh lần sau nhá. Chúc hai anh có một thời gian hưởng thụ vui vẻ nhá. Em đi đây. Ơ kìa, này. Hai cái ông kia, vào đây không massage thì làm cái gì nhở? Ê, họ vào trong đấy rồi, mình không tiếp cận được nữa, phải làm sao đây?
Không sao đâu. Ít nhất ấy, mình cũng biết được chính xác người đón cô Mỹ đi là ai. Đó chính là giám đốc Cao. Nhân vật này cũng xuất hiện trong chuyến đi công tác với chồng của bà. Thế thì sao? Nhưng mà rõ ràng giám đốc Cao đã biết hết mọi việc rồi, cho nên mới đưa người đến để mà phục vụ ba người đàn ông kia. Nhưng mà bà phải hiểu ấy, quen biết và quen thân là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bà không thấy à? Mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản chỉ là quen biết. Theo ý của ông có nghĩa là cái người con gái tên Mi kia là nhân tình của giám đốc Cao à? Thì giả thiết cũng có thể là như thế. Thế nhưng mà đem nhân tình của mình ra để phục vụ đối tác thì chuyện này xem có vẻ như là... Thì có nghĩa là mối quan hệ giữa cô Mi kia và chồng của tôi thật ra là chẳng có mối quan hệ gì cả. Và bọn họ chỉ đơn giản là bóc bánh trả tiền. Thế bây giờ bà nghĩ thế nào? Còn tính đến chuyện ly hôn nữa không? Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó đâu. Tôi chỉ muốn xác minh mối quan hệ thực sự của hai người bọn họ là như thế nào để mà có định đoạt. Thế thì bây giờ ấy, mình phải tiếp cận họ gần hơn thì mình mới nghe được họ nói gì với nhau chứ. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong đấy thì làm sao mà mình có thể nghe ngóng được gì? Không nghe được lúc này thì mình nghe lúc khác. Bà có để ý thấy cái điện thoại cô ta dùng là loại gì không? Thế ý của ông, ông muốn... Trộm long cháo phụ. Bữa ơi, em nằm nghiêng lâu sẽ bị mỏi tay đấy, để anh chỉnh lại cho nhé. Vợ ơi, vợ ơi, ngủ rồi à? Không sao, chỉ cần em không nhắc đến chuyện ly hôn thì anh chấp nhận sự trừng phạt này. Lại là chị My, tại sao lại thế? Tay nghề của em có thua gì chị đâu. Ấy giời, chẳng qua là anh nghe mấy cái lời ca tụng của mấy thằng bạn anh, cho nên là anh muốn đến đây để trải nghiệm xem thực hư nó như thế nào. Thế thì lần sau ấy, anh nhất định phải yêu cầu em phục vụ đấy nhá. Được rồi, anh hứa nhất định phải là em. Thôi, ngoan, bây giờ đi vào trong gọi chị chủ ra đây tiếp anh đi nhá. Ơ, anh lại đến đấy à? Mà sao nay anh đến có một mình thế? Thì lần trước ấy, người đẹp đã hẹn anh như thế rồi thì làm sao mà anh dám sai hẹn được. Chính vì thế cho nên ngay hôm nay anh phải quay lại đây để ủng hộ em. Tiếc là bạn anh nó lại không có phúc để được em phục vụ rồi. Bình thường ấy là anh phải đặt trước thì mới được em làm cho đấy. Nhưng mà thôi, coi như là em đền bù ngày hôm qua cho anh nhá. Rồi. Linh, dắt anh ấy lên phòng thay đồ đi. Dạ vâng ạ. Anh bảo này, anh tự nhiên anh hơi khát nước ấy, thì em có thể lên em lấy cho anh mượn menu nước ấy nhá. Anh uống nước xong rồi anh lên. Lấy cho anh chai bia nhá. Dạ vâng ạ. Anh bảo này, ôi anh không uống bia đâu. Anh này, đi massage đấy, để uống bia thì cho lâng lâng thì thư giãn được chứ. Khoan đã. Sao ạ? Anh nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy rằng anh không thể nào hưởng thụ một mình được, mà anh phải gọi thằng bạn anh đến đây. Thế nhưng mà anh lại quên mất điện thoại ở nhà. Em có thể nào cho anh? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Chiều lòng khách là sở trường của em mà, anh cứ cầm lấy mà gọi. Em đúng là nhạy bén và nhanh nhẩu. Sao điện thoại này lại ở trong túi của mình? Cái tên xấu xa này, đồ đáng ghét này, tôi cũng mang dạ chửa, tôi xịt con cho anh. Thế mà bây giờ anh sơ hở một chút là anh ra ngoài anh tìm của lạ. Về nhà ngay cho tôi chứ. Anh ui dồi vợ ơi, anh xin em làm như thế này thì xấu hổ lắm. Anh đi massage lành mạnh chứ có phải là ra ngoài cặp kè hay là ham của lạ gì đâu. Trời ơi, để ra số tôi này.
cổ như thế này. Vớ mày thần trầm không có lương tâm gì cả. Đi về nhà ngay ngày hôm nay nhá, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Đi về. Được rồi, anh tự về. Em làm thế này thì anh làm sao còn mặt mũi anh nhìn người ta nữa. Đi về. Điện thoại của thôi, trả điện thoại. Này nhá, đừng hòng có mà dụ dỗ chồng bà nhá. Nếu không nhá, bà san phẳng với tiệm mày luôn. Đi về. Chuyến này về nhá, tôi sẽ đặt tên con là Hận Người Tên Nam. Anh chết với tôi. Này, mang mối ra giải đuổi có hồn đi. Đuổi đâu mà. Lại còn cười. Rõ ràng chỉ là diễn kịch thôi. Bà có cần phải làm mạnh tay như thế không? Đồ ác phụ. Làm như thế mới gọi là nhập vai, mới khiến cho cô ta tin được. Ê mà này, ông đã gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại của cô ta chưa? Rồi, bà cũng đem trả rồi. Ê, thì có nghi ngờ gì không đấy? Xem ra không. Tôi bảo là do bà ghen quá, cho nên là lúc đấy vội vàng thấy hai cái điện thoại giống nhau thì bắt đầu cầm nhầm thôi. Công nhận là bọn mình có tư chất làm thám tử thật nhỉ. Có tín hiệu này. Cuộc gọi đến. Em nghe đây anh. Chuyện bực mình lắm. Tự nhiên hôm nay ở tiệm có trận đánh ghen, xong rồi còn cầm nhầm điện thoại của em nữa chứ. Mới vừa được trả lại là anh gọi cho em đấy. Em là ai chứ? Cái clip đấy anh đã dặn đi dặn lại, nó là bài tẩy của anh để cài ông Tùng Anh rồi. Làm sao mà em không cẩn thận được. Em còn cài cả mật khẩu cho nó nữa rồi. Yên tâm chưa anh yêu? Nếu mà anh không yên tâm ý thì thôi, để em gửi qua cho anh giữ nhá. Em biết rồi. Ngoan, anh thương. Thương mà đi dâng em cho người khác à? Tại vì chuyện này chỉ có em là anh tin tưởng để giao phó thôi. Nào là quay clip chung chạo với cả thằng Tùng Anh, rồi thả đồ lót vào vali của nó để vợ nó phát hiện, rồi gây xào xáo trong gia đình của nó nữa. Em nghĩ ngoài em ra thì có ai làm mà không phản bội anh ngoài em chứ. Làm đi, rồi anh sẽ đền bù cho xứng đáng nhá. Nói phải giữ lời đấy. Anh biết rồi. Nhưng mà không may ấy, là con vợ nó tự nhiên đến bắt gian tại trận, cho nên kế hoạch của anh có một chút thay đổi. Anh định cho tung cái clip đấy lên mạng ngay à? Như vậy là giờ mình đã biết được chính xác chồng bà không có quan hệ gì với cả Tú bà đấy. Này, chưa yên tâm hay sao mà cứ thừa mặt ra như thế? Không phải là đang nghĩ đến chuyện đó. Thế này nghĩ chuyện gì? Nếu theo như lời của tên Cao thì hắn ta đang cố gài bẫy chồng tôi để khiến gia đình của chúng tôi xào xáo. Nhưng mà hắn ta làm như vậy thì được cái gì? Và mục đích là gì nhỉ? Cũng khó nghĩ thật đấy nhỉ. Thông thường ấy thì tôi thấy người ta làm như vậy là để cướp chồng cướp vợ lẫn nhau. Thế nhưng mà giữa tên Cao và bà thì có quen biết nhau đâu nhỉ? Tiền, lúc nào mới cũng tiền thôi. Mày có biết ý, là tao ế khách mấy hôm nay không à? Tao cố làm cái nghề này ý, để có tiền cho mày ăn học. Thì mày biết điều mà học vào. Đừng có mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng rồi về xin tiền tao nữa. Cái đồ dây sồm này anh làm cái gì? Xin lỗi đã làm cô giật mình. Cô đang cần tiền à? Phải thì làm sao? Anh cho tôi chắc? Không. Người ta nói rồi, có làm thì mới có ăn. Chẳng qua là tôi giúp cô tạo công ăn việc làm để kiếm tiền thôi. Thế thì còn chần chừ gì nữa, vào việc thôi. Này, anh bảo là anh cho tôi đi kiếm tiền còn gì? Không dẫn vào khách sạn tự nhiên lôi ở đây làm gì? Thì đấy, đây là cơ hội mà kiếm tiền tôi mang đến cho cô đấy. Số tiền này sẽ là của cô. Nếu như mà cô đồng ý làm giúp tôi một việc. Này, chị định bảo tôi bán nội tạng đúng không? Tôi không bán đâu. Tôi cần nội tạng của cô để triển lãm à? Cô cứ giữ lấy mà dùng. Cái thứ mà tôi cần đó là thân phận của cô. Nếu như mà cô làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho cô 10 triệu. 10 triệu? Lại còn thưởng thêm nữa? Ôi, chị định bảo tôi làm cái gì mà cho nhiều tiền đấy. Này, đừng có bảo chuyện phạm pháp đấy nhá. Tôi không làm đâu. Người ta bán thân trái hình có phải là phạm pháp không? Nhưng mà cô yên tâm, cái việc này của tôi giao cho cô
nó lành tính hơn nghề của cô nhiều. Thế nào? Tôi nghĩ việc này rất đơn giản với cô. Vừa không phải bán thân mà lại nhận được số tiền lớn. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của cô, cho nên mới mang cơ hội này đến cho cô. Còn nếu như mà cô từ chối thì để tôi đem cơ hội này cho Thúy Vi vậy. Bích, tôi nhận. Thế chị nói đi, chị muốn tôi làm cái gì? À, từ từ nào. Hôm nay rất là vui. Rót nữa đi. Rượu ngon. À chết. À ừ đúng rồi, rượu ngon. Rót. Uống thì cũng uống vừa vừa thôi chứ. Uống nhiều quá ấy, thì còn gì ở đêm xuân của chúng ta nữa. Thôi, ngoan, nghe lời em. Bây giờ ấy, anh nằm sấp xuống, em massage cho nhá. Em này đúng ấy. Vui mà không có vui quá được. Đúng không nào? Massage cho anh đi. Nhanh, còn vào hiệp 2. Thế nào? Anh thấy em massage cho anh thế này đã đủ yêu cầu chưa? Sao hôm nay giọng em lạ thế? Lạ đâu mà lạ. Chẳng qua là ngày hôm nay anh uống say quá, cho nên cảm giác như là giọng của em bị lạc đi thôi. Nay anh đang nói chuyện bực lắm đấy. Cũng may mà có em gọi điện cho anh đúng lúc. Em mà làm tốt nhá, anh sẽ có thưởng. Chắc là bực tức quá bởi vì sếp cao lại cho ra bã rồi phải không? Đàn bà nông cạn, biết cái gì mà nói. Lúc nào cũng bảo là em không biết gì, không biết cái gì. Nhưng mà thật ra là em biết hết đấy. Biết cái gì? Em biết được việc nhá. Anh Cao bảo chị My cố tình gài bẫy anh Tùng Anh ở trong chuyến vi vu ở thành phố Hồ Chí Minh, có phải không anh? Gì đấy? My nói cho em biết à? Ơ, thế hóa ra là em nói đúng à? Ok chưa? Thế anh hỏi em nhá. My nói cho em biết à? Đâu, là do em tự suy đoán thôi. Đấy, em đã bảo với anh là cái gì em cũng biết rồi mà. Vì thế cho nên anh đừng có mà coi thường đàn bà con gái là không biết cái gì nhá. Em đúng là sâu sắc đấy. Sâu sắc như cái côi đựng trâu. Ơ nhưng mà em bảo này, tại sao bọn anh cứ phải cài bẫy anh Tùng Anh? Trong khi đó em tưởng anh và anh Tùng Anh là đối tác làm ăn với nhau cơ mà. Em buồn cười nhỉ. Để anh nói cho em nghe một câu nhá. Trên thương trường bọn anh ấy có một quy luật. Đấy là mạnh được, yếu thua. Còn thằng nào ngu ấy là thằng đấy chết. Ok chưa? Ông Cao muốn trước là làm vợ chồng ông Tùng Anh ly hôn, sau ấy là sẽ phát cái clip nhạy cảm đầy ra ngoài, hạ bệ uy tín của ông ấy. Lúc đấy nhất định là cổ phiếu công ty của ông Tùng Anh sẽ rớt giá thê thảm. Chỉ sao có thế là ông Cao sẽ ra tay thu mua. Em biết mà, nhưng sao lại thâu tóm công ty của anh Tùng Anh mà không là đối thủ khác có tiềm lực hơn? Em có hiểu thế nào là dựa vào đại bản của mấy vùng không? Là sao ạ? Tập đoàn FM đánh giá rất cao là công ty của ông Tùng Anh, nên cơ hội phát triển vẫn là chắc chắn. Đồ khốn! Chưa kỳ trách người khác, anh tự kiểm điểm lại bản thân của mình đi. Nếu như mà bản thân của mình không có điểm yếu thì làm sao mà người ta thừa cơ, người ta hãm hại anh được? Vợ ơi, nghe anh nói đã. Chuyện gái gú, anh không hề ham muốn gì cả. Chẳng qua là do chúng nó khích bác, rồi đưa anh vào bẫy, cho nên anh mới bị như thế này thôi. Xin em tin anh nhá. Em tin anh đi, Lan Anh. Ta cái nạ này. Dao kéo nó không có mắt đâu đấy nhá. Ông là cái loại bỉ ổi vô liêm sỉ mà. Này, ông anh đầu tiên chui ra rồi xỉ nhục nhân phẩm của tôi là như nào hả? Cái gì? Nhân phẩm á? Anh có dám nói nhân phẩm ở đây à?
người như anh ý đánh á 10 cái nữa chết tội. Tội gì hả? Anh nói tôi có tội gì? À, có phải là anh đang cay cái vụ là vợ anh phát hiện ra là anh đi ngoại tình hồi ở trong miền Nam đúng không? Này anh Tùng Anh, tôi nói anh biết này, anh em đi chơi ấy, có chơi thì có chịu, sao mà phải cục lên như thế hả Tùng Anh? Sao à? Đây, nghe đi, cái gì đây? Ông Cao muốn trước là làm vợ chồng ông Tùng Anh ly hôn. Này, bà không vào giúp sức cho chồng mình à? Chồng tôi không tầm thường như ông nghĩ đâu. Tuy là có giận chồng mình thật đấy, nhưng mà tôi cũng xem thường chồng mình. Hiểu, hiểu rồi. Này, bà đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm đấy được không? Tôi còn chưa hỏi tội ông ấy, tại sao cái đoạn clip kia ông lại giấu tôi à? Nếu như mà không có cái đoạn nghe lén điện thoại thì còn lâu tôi mới biết đến sự tồn tại của đoạn clip đó. Thế bây giờ nói với bà thì bà có giải quyết được vấn đề gì đâu, lại còn suy nghĩ linh tinh hơn đấy chứ. Nhưng mà rõ ràng cô ta bảo nó đã được mã khóa rồi. Tại sao ông lại biết được nội dung bên trong? Mã khóa ở cấp độ cao thì hacker người ta còn mở được, nói gì đến mấy cái khóa vớ vẩn này. Nhưng mà nội dung bên trong đến mức độ nào? Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là nằm cùng giường, đắp cùng chăn, thế thôi. Thế nhưng mà chỉ có như vậy thôi thì việc gì tên Cao phải giữ khư khư coi là bảo bối như vậy nhỉ? Ê này, này, ông có điều gì giấu tôi phải không hả? Ôi nói thật, bà có tin đâu. Đoạn ghi âm này là sao? Đây là bằng chứng, chứng minh ông phá hoại gia đình tôi, muốn chiếm đoạt thôn tính công ty của tôi. Đây là giọng của thằng Kim, lính của ông nói đấy, ông có nhận ra không? Thằng nhóc nó sai cho nên anh nói linh tinh, anh đừng có tin là thật. Anh cứ chối tội đi. Đến bây giờ ấy, tôi không có nhu cầu nghe anh chối tội đâu. Tôi đến đây để thông báo cho anh biết, sẽ không có bất kỳ hợp đồng hợp tác nào để cho anh làm việc với SVM đâu, anh hiểu chứ? Ông tưởng ông chiếm đoạt công ty của tôi là ông có thể chứng minh năng lực với SVM à? Ông hơi bị hồ đồ rồi đấy Cao ạ. Sai rồi. Tôi làm những cái chuyện đấy là để cho tập đoàn đấy họ sáng mắt ra. Một người mà họ đề cao lại thua dưới tay của thằng Cao này, nó sẽ như thế nào? Chưa nghĩ tôi làm để cho họ công nhận đó. Hoang đường. Một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ như ông ấy không xứng đáng làm doanh nhân. Tôi nói cho ông biết, chuyện lần này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau này tôi sẽ trả đủ cho ông cả vốn lẫn lời, ông hiểu chưa? Này, nếu như mà mày cắt hết mọi đường làm ăn với tao ấy, đoạn clip của mày sẽ được tung lên mạng này. Sao? Ông dám à? Có cái gì mà tao không dám chứ? Mày đang ở đâu hả thằng Hân? Mày lên ngay công ty cho tao, gọi cho Tommy lên nữa. Tao chưa bị tao mày. Tao chưa xong với mày đâu. Nam à, cảm ơn ông đã xóa clip nhá. Lúc tôi thấy clip ấy, tôi nghĩ rằng cô ta chỉ quay lại clip để trói chân ông, bắt ông làm khách ruột của cô ta, hoặc cùng lắm là bao nuôi cô ta thôi. Chứ tôi không nghĩ đằng sau còn có một âm mưu là muốn thôn tính cả công ty. Cũng tại tôi sơ ý chủ quan quá, cho nên nó bắt thóp. Có thể lúc đó ông say, cho nên ông không biết gì cả. Thôi, tôi nghĩ là tôi phải đi rồi. Hai người ngồi lại đây, giải quyết nút thắt ở trong lòng đi. Lan Anh, em hãy tha thứ cho anh nhá. Tôi làm sao mà có thể tha thứ được cho người lừa dối tôi suốt 5 lần 7 lượt như vậy được? Anh chỉ phạm lỗi với em một lần thôi, làm gì có chuyện lừa dối em 5 lần 7 lượt được. Thế anh thề thốt với tôi là chỉ nằm chung giường, chỉ đắp chung chăn và chưa từng cơm cháo gì với người kia hả? Bây giờ anh lại còn chối nữa à? Anh... Làm sao? Không còn lời nào để có thể bào chữa cho mình được à? Không phải, lúc đó em luôn muốn ly hôn. Nếu như trong lúc đó mà anh khai thật ra ấy, anh không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Thế nên anh cứ bày ra cái hạ sách đấy. Thế hóa ra là bây giờ
Anh nghĩ rằng là anh bị đổ lỗi, bị tôi buộc tội cho cái tội nói dối à? Không phải, mà anh chỉ muốn em hãy bình tĩnh suy xét lại xem. Đêm hôm đấy anh đáp trường bay xuống, anh không hề đụng chạm đến cô ta một chút nào cả. Chỉ tại cái bữa tiệc tất niên đấy, giám đốc Cao với quân của anh ta đã chúc rượu anh xem mềm ra. Rồi sau đó... Úi giời. Này, đừng bảo là anh em tôi không lên nòng trong anh trước khi xong trận nhá. Có bao nhiêu kinh nghiệm ấy là chỉ hết trong lúc nhậu rồi đấy. Bây giờ anh bước chân vào trong cái cửa kia ấy là chỉ có để cho mấy chị em kia liệt trên giường thôi. Chứ nếu mà không làm được ấy thì tốt nhất là hoạn đi chứ để làm gì nữa. Mà giám đốc Tùng Anh nhìn cũng yếu nhỉ, trông cũng tốt mã lắm cơ mà. Thế người ta có câu ấy là tốt mã, dã đám, hiểu chưa? À, năng lực của tôi ra sao, như thế nào, tôi cần hai thầy trò có công nhận à? Tôi chỉ cần vợ tôi công nhận thôi là được, ok? Thế là hóa ra là giám đốc Tùng Anh sợ vợ nên là mình không lấy được đấy. Trời ơi, bất ngờ chứ bà già. Tôi cũng phục sắt đất cái phép sợ vợ của anh luôn đấy. Thôi, không bao giờ biết sợ vợ. Thằng này chưa bao giờ biết sợ vợ là cái gì. Nếu mà không sợ vợ ấy, thể hiện đấy, đúng không? Thể hiện cho anh em xem nào. Hành động gì? Thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông không sợ vợ. Vợ chả là cái ngoé gì để mà cản được sức mạnh của đàn ông chúng ta. Ấy nè, em bảo sức mạnh của đàn ông ấy là dùng để đi chinh phục chứ không phải là dùng để đi phục vụ. Nếu anh muốn như thế tốt nhất anh vào trong kia anh mượn cái váy của con Mi ấy, mặc vào cho đỡ ngại nhá. Hay thì cho cậu được à? Thức xem bản lĩnh của đàn ông đúng không? Hai người muốn nhìn thấy thế nào gọi là sức mạnh của đàn ông đúng không? Được, tôi sẽ cho hai người thấy thế nào gọi là sức mạnh của đàn ông đích thực. Chuyện cũng chỉ có thế thôi. Tại rượu làm đầu óc anh mù quáng lu lẫn, xong rồi chúng nó kích động anh, anh cũng không phòng vệ gì cả. Lần này anh thề với em, đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Anh hứa với em anh sẽ không tái phạm nữa. Tha cho anh nhá. Nói như anh ấy thì có nghĩa là bây giờ có rượu vào thì cho dù người đó làm sai thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì cả và vẫn được tha thứ à? Em không thể nào mà chấp nhận được một người suốt ngày viện cớ vào rượu xong rồi bào chữa cho lỗi sai của mình như vậy được. Hành động như vậy chỉ khiến cho bản thân của mình trở nên thiếu trách nhiệm thôi. Anh... Tôi bảo cô như thế nào mà cô lại để mất clip hả Mi? Chị, em đã giữ rất cẩn thận rồi mà. Em còn cài cả mật khẩu nữa. Cho dù là có muốn xem hay là muốn xóa đi chăng nữa thì cũng phải nhập mật khẩu trước mà. Nhưng mà sao lại mất một cách vô lý như thế được nhở? Bây giờ bỏ hacker ấy, nó hack cái điện thoại của cô phát mốc rồi, làm mất cái điện thoại luôn rồi, ngồi đấy mà mật khẩu à? Là bọn nó. Ai? Thì là hai cái đứa mà đến tiệm massage của em ấy. Bọn nó đánh ghen, rồi là mượn điện thoại, rồi là nhầm điện thoại. Em bị bọn nó lừa rồi. Ẩn hại. Đúng là một lũ ẩn hại, không được cái nước gì cả. Còn cả mày nữa. Chỉ vì cái màu bếp xét của mày ấy mà hai tao ra mức này rồi đấy. Anh, em xin lỗi ạ. Tại hôm đấy em say quá đấy. Sao mày ngu thế? Biết cái rượu nó hại như thế nào chưa mà mày còn đập vào? Mày biết thằng Tùng Anh bị tao lừa ấy là vì rượu đấy không? Hả? À? Em biết em sai rồi. Anh tha cho em, xem có lần sau đâu ạ. Mày có nghĩ còn có lần sau à? Hả? À? Mày nghĩ còn có lần sau à? Hết rồi đấy nhá. Thằng Tùng Anh đã nói rồi, nó rút cả vốn lẫn lãi. Bây giờ nó còn quay ra nó đập của tao đây này. Mày nghĩ còn lần sau à? Hả? Cút! Anh Cao! Biến hết ra ngoài! Ơi! Ơ, sao lại đến đây rồi? Tôi tưởng là hai vợ chồng bà giờ này phải ngồi lại bàn bạc và nói chuyện với nhau đi chứ. Lòng tôi đã quyết rồi, có nói thì cũng bằng thừa.
Đàn anh, tôi biết là bà có lòng tự tôn rất nghiêm túc, nhưng mà vợ chồng với nhau phải có sự cảm thông thì mới có thể đi đường dài với nhau được. Nhưng mà người không trung thực như vậy, tôi chẳng muốn đi đường dài đâu. Thế bà có chắc là chồng bà là người không trung thực hay không? Đàn ông ấy, họ có tính ngạo mạn rất cao, họ ít khi thừa nhận cái sai của mình. Huống hồ một người như chồng bà ra thương trường bao nhiêu năm rồi, cái chuyện bù khú, gái gú ngoài xã hội, đấy là chuyện đương nhiên. Thế hóa ra là ông cũng bênh vực ông ấy à? Đúng là một lũ đàn ông tồi tệ như nhau. Bà để tôi nói hết có được không? Bây giờ nhá, rõ ràng đó là một cái lẽ đương nhiên đúng không? Nhưng ông ấy không lấy cái lẽ đó ra để lên mặt với bà, mà ông lại chọn cách giấu giếm, rồi sau đó lại khai tất tần tật với bà. Thế theo bà vì lý do gì? Thì để níu kéo tôi chứ làm cái gì nữa. Thế bây giờ tôi hỏi bà nhá, nếu một người không yêu bà, không trung thực với bà, thì có nghĩa là người ta chẳng có tình cảm gì với bà cả. Thế người ta níu kéo bà để làm gì? Thì dĩ nhiên là không muốn làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của mình rồi. Bà biết thế là tốt đấy. Thế nhưng bà thử nghĩ mà xem, một người vừa tài giỏi, đẹp trai, phong độ như chồng của bà, bây giờ vứt ra ngoài đường ấy, thiếu gì người sẵn sàng nâng khăn sửa túi. Thế mà ông ấy vẫn chọn níu kéo cuộc hôn nhân này, thì bà phải hiểu sự việc vừa qua ấy, chỉ là tai nạn thôi. Thế hóa ra nói đi nói lại, ông vẫn bênh vực cánh đàn ông các người đấy à? Hả? Khổ thế nhở. Rõ ràng là bà thừa biết chồng bà bị rơi vào cái bẫy mà người ta giăng ra, thế mà bây giờ bà vẫn nhất quyết chọn gia đình ly tán. Thế chẳng phải là bà mắc bẫy của tên Cao hay sao? Thôi, đừng có vì nóng giận nhất thời mà phá bỏ đi thành quả gây dựng bao năm của vợ chồng ba nhé. Sao hôm nay em lại rủ anh đi dạo? Có phải em định tha thứ cho anh đúng không? Anh à, em quyết định rồi, chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Thật à, Lan Anh? Tuy là không ly hôn, nhưng mà em cần phải có thời gian để chấp nhận cái việc anh đã từng với một người phụ nữ khác. Vợ anh... Em không cần phải giải thích gì cả. Em cũng đang cố chấp nhận cái việc đó là một tai nạn rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng nghĩ lại, trong căn phòng khách sạn đó, anh và cô ta cuốn lấy nhau, nó cứ ám ảnh trong đầu của em và em cảm thấy rất là khó chịu. Anh xin lỗi vì cái tính tự ái đàn ông của anh, cho nên anh khiến em tổn thương tâm lý như vậy. Nhưng mà em vừa nói là em cần thời gian là như nào? Tức là bây giờ em muốn ly thân với anh á? Em cũng chẳng biết nữa. Sắp tới em và anh sẽ cùng nhau về quê ăn Tết. Em nghĩ là em sẽ ở dưới quê thêm một thời gian, vợ chồng mình sẽ phải xa nhau một thời gian để có thể có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Còn suy nghĩ gì nữa? Việc của anh cần làm bây giờ ấy là phải bù đắp cho em những cái tổn thương mà em gặp phải. Bây giờ anh mà suy nghĩ thì khác nào gia đình mình ly tán đâu em. Khi mà anh cứa một nhát dao nào đó thì người bị tổn thương là họ, chứ đâu phải là anh. Anh làm sao mà hiểu được nỗi đau của em khi niềm tin về một người chồng chuẩn mực bỗng chốc sụp đổ như vậy. Anh hiểu rồi. Bây giờ em hãy cứ làm việc gì em thích đi. Hãy làm cho em có tâm lý thoải mái, ổn định nhất. Còn anh sẽ chờ đợi em tha thứ cho người chồng đầy tội lỗi này.